Anh làm gì ạ? Có người yêu, anh còn đang sợ ế đây này. Điêu, anh mà không có người yêu, có mà anh kén chọn quá ấy. Anh nói thật, ừ thì cứ cho là không ế đi. Nhưng mà cái người mình thích ý, thì lại không thích mình, mà cái người thích mình thì mình lại cứ chưa thích ý em. Đấy phải gọi là chưa đến duyên. Mà anh Dũng này, tiêu chuẩn chọn người yêu, chọn vợ của anh Dũng là như nào đấy ạ? Tiêu chuẩn à? Nghe nặng nề áp lực nhở? Anh nghĩ quan trọng là tình cảm thôi. Thật á? Không có tiêu chuẩn gì á? Em chả tin. Ủa, không tin á? Em bị làm gì anh à? Chú Khoa. Ồ, chị Son à? Sang chơi đấy à? Vâng. Này, thuốc chị sẹo hôm gì Uyên để quên nhà chị đấy. Mang về cho Uyên nhá. Vâng ạ. Con bé sang bên đó ổn chưa? Dạ ổn bác ạ. Ừ. Thật ra thì nó đi nhà bác cũng buồn, nhưng có khi lại tốt cho nó. Ở bên đấy tiện cho nó đi dạy hơn. Dạ. Đấy, chứ như cái hôm nó ngã xe á, bác đến đầu cả tìm. May mà có thằng Dũng nó đến, nó đưa về kịp. Chú Khoa khá thật đấy. Vợ xinh như quỳnh búp bê. Bác chúc mừng hai đứa, bác chờ thiệp mời của hai đứa đấy. Mới rồi. Có phải là con trốn cách ly không? Đừng có mang cái tính ích kỷ khôn lỏi của con ra đây. Còn cái việc đám cưới của anh chị nên tạm hoãn qua cái đại dịch này rồi tính sau được không? Khi ăn, khi ngủ, khi hôn, dừng lại đôi chút, lấy cồn, xịt tay. Cái thằng mà đi nước ngoài về xong rồi khao tiệc mời hết cả làng ấy. Covid hết rồi. Em nhìn thấy anh Quốc đi với người phụ nữ. Nó là con của anh. Bác chúc mừng hai đứa, bác chờ thiệp mời của hai đứa đấy. Bác Sơn ơi! Bác Sơn ơi! Nước mình có ca lây nhiễm mới rồi. Có phải là con trốn cách ly không? Đừng có mang cái tính ích kỷ khôn lỏi của con ra đây. Còn cái việc đám cưới của anh chị nên tạm hoãn qua cái đại dịch này rồi tính sau được không? Khi ăn, khi ngủ, khi hôn, dừng lại đôi chút, lấy cồn, xịt tay. Cái thằng mà đi nước ngoài về xong rồi khao tiệc mời hết cả làng ấy. Covid hết rồi. Em nhìn thấy anh Quốc đi với người phụ nữ. Nó là con của anh.